Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 3 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây. Lần đầu trả lời chất vấn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã trình bày nhiều giải pháp triển khai xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội, nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch đô thị và thị trường bất động sản. Cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã mở ra nhiều triển vọng trong hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực. Gần 85.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đáo hạn trong quý 4 năm nay, nhưng áp lực là không đáng ngại khi nhiều doanh nghiệp có sức khỏe tài chính tốt. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng mạnh lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm, thị trường đã có những phản ứng ngay lập tức. Thưa quý vị, chiều nay Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là bộ trưởng đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội. Lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu, nhưng Bộ trưởng Xây dựng đã giải trình, làm rõ nhiều câu hỏi đại biểu đặt ra liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý. Đáng chú ý trong đó là vấn đề xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, thị trường bất động sản hay nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp cho tình trạng quy hoạch thiếu khả thi, chưa đồng bộ. Phát biểu khai mạc,